Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, kỳ hóa đơn tiền điện tháng 2 năm 2024 của nhiều khách hàng trên địa bàn Hà Nội được ghi nhận tăng mạnh so với tháng trước, khiến nhiều người dân Hà Nội bất ngờ. Theo đó, nhận thông báo đóng tiền điện trong tay, chị Hương ở Hà Đông, Hà Nội bất ngờ khi số tiền phải trả lên tới hàng triệu đồng. Thông thường, chi phí điện sinh hoạt nhà chị mỗi tháng dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng, nên chị Hương khá bất ngờ với hóa đơn mới phải chi trả. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ của gia đình chị Hương được Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVN-HANOI thống kê là 451 kWh, nhiều hơn gần gấp đôi so với tháng trước là hơn 292 kWh. Chị Hương thắc mắc tháng 2 vừa rồi rơi vào kỳ nghỉ Tết, có thời điểm gia đình chị về quê tới gần chục ngày, lẽ ra tiền điện phải giảm, nên việc phải thanh toán tiền điện với hóa đơn vừa mới nhận khiến chị khá băn khoăn. Cùng chung mối quan tâm, anh Minh, khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai cũng cho hay lượng điện tiêu thụ trong tháng 2 năm 2024 của gia đình anh tăng gấp 1,5 lần, từ mức 208 kWh ở kỳ trước đã tăng lên mức 341 kWh trong kỳ này. Do vậy, hóa đơn tiền điện của gia đình anh phải trả cũng lên gần gấp rưỡi. Mấy ngày nay, trên khắp các diễn đàn, nhiều người chia sẻ bất ngờ về việc nhận hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng hơn rất nhiều so với trước. Thậm chí có người còn bày tỏ là bị sốc khi hóa đơn tăng chóng mặt, gấp đôi thậm chí gấp 3 so với trước, nên đặt nghi vấn liệu việc tính toán tiền điện có bị sai lệch. Anh Long ở Cầu Giấy, Hà Nội cho hay đã đọc kỹ các thông tin trên hóa đơn, thì được biết kỳ hóa đơn tháng 2 năm 2024 được tính nhiều hơn so với tháng trước. Liên hệ trực tiếp với đơn vị chăm sóc khách hàng là Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, anh được trả lời là do từ tháng 2 năm nay, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thay đổi ngày ghi chỉ số hóa đơn. Vì vậy, số ngày sử dụng thực tế để tính hóa đơn tiền điện tăng lên, gồm các ngày của tháng 1 và tháng 2, khiến tiền điện phải chi trả trong tháng 2 tăng do gộp 2 tháng sử dụng tiền điện để trả trong 1 tháng. Tuy nhiên, anh cảm thấy không thuyết phục khi cho rằng công thức tính tiền điện sinh hoạt hiện nay đang áp dụng theo bậc thang lũy tiến, nên việc gộp 2 tháng có thể làm tiền điện tăng chóng mặt. Anh Long bày tỏ, tôi băn khoăn không biết ngành điện tính toán thế nào khi gộp 2 tháng tính tiền điện. Vì nguyên tắc của bậc lũy tiến là lượng điện sử dụng càng nhiều thì bậc lũy tiến càng cao, khiến số tiền chi trả thực tế sẽ tăng lên. Đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho hay, từ tháng 2, Tổng Công ty áp dụng việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ chuyển về cuối tháng, nên việc thanh toán tiền điện có sự thay đổi. Kỳ ghi chỉ số lần này được tính trên số ngày thực tế sử dụng điện, thường kéo dài 48 đến 50 ngày so với trước là 29 đến 30 ngày, nên số tiền điện mà khách hàng phải chi trả cũng tăng theo số ngày thực tế sử dụng. Trước băn khoăn của khách hàng về việc gộp ngày ghi chỉ số trong tháng 1 và tháng 2 có thể làm cho tiền điện tăng theo bậc thang lũy tiến không, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẳng định quyền lợi của khách hàng không bị ảnh hưởng. Bởi lẽ, việc gộp 2 tháng tính tiền điện không đồng nghĩa với việc gộp bậc thang để làm tăng tiền điện. Thay vào đó, các khách hàng sử dụng điện theo bậc thang nào sẽ được hưởng đúng định mức theo số ngày dùng điện thực tế. Ví dụ, quy định bậc thang hiện nay cho bậc 1 là 50 kWh, sử dụng cho 30 ngày. Trường hợp ngày ghi chỉ số công tơ kéo dài ra 57 ngày, thì bậc 1 sử dụng là 92 kWh, gồm 50 kWh của tháng 1 và 42 kWh của tháng 2. Tương tự với các bậc còn lại, định mức 50 kWh và 100 kWh tiếp theo, việc tính toán điện năng tiêu thụ sẽ căn cứ trên số ngày sử dụng điện thực tế. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khuyến cáo khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện, sử dụng công tơ, tính hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu và tính hóa đơn tiền điện hàng tháng. Lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước, song các tháng tiếp theo sẽ trở lại bình thường. Hai lần tăng giá điện, EVN phần báo lỗ lớn năm 2023. Báo cáo mới đây gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức trong đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Báo Vietnamnet thông tin, mặc dù được điều chỉnh tăng giá điện thêm 3% và 4,5%, nhưng EVN vẫn có kết quả lỗ trong năm 2023
EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính là 17.000 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng. Báo cáo mới đây gửi Bộ Công Thương, EVN cho biết tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Trong đó, giá các loại nhiên liệu có giảm so với năm 2022, song vẫn ở mức cao so với giai đoạn 2020-2021. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nước về các hồ thủy điện rất thấp, nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, tác động đến việc đảm bảo cung ứng điện. Điều đặc biệt, tăng giá điện vẫn không cân bằng được tài chính. Trong khi đó, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều vướng mắc do các quy định hiện hành còn thiếu đồng bộ, khó khăn trong việc chuyển đổi đất rừng, giải phóng mặt bằng. Kết quả là điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 271,04 tỷ kWh, tăng 3,43% so với năm 2022. Điện thương phẩm ước đạt 252,6 tỷ kWh, tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2022. Sau hai lần điều chỉnh tăng giá điện thêm 3% và 4,5% trong năm nay, giá bán điện bình quân năm 2023 toàn tập đoàn ước đạt 1.950 đồng trên 1 kWh, tăng 68,48 đồng trên 1 kWh so với năm 2022. Việc EVN báo lỗ lớn, tăng giá điện vẫn không cân bằng được tài chính cho thấy ngành điện đối mặt với nhiều nguy cơ trong năm 2024. Dù tăng giá điện, song EVN vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính là 17.000 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến hết năm 2023 là 622.000 tỷ đồng, bằng 93,4% so với năm 2022. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 206.000 tỷ đồng, bằng 91,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn này nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng. Theo tập đoàn này, dù nỗ lực tiết giảm chi phí, giá bán lẻ điện được điều chỉnh hai lần nhưng vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện tăng cao, nên năm 2023, EVN không cân bằng được kết quả sản xuất kinh doanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!